Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên bò bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy ông là có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Trong lúc Đức Giêsu ở Jerusalem vào dịp lễ vừa qua, có nhiều kẻ tin vào danh người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người làm. Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ, vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính người biết có gì trong lòng con người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, một trong những cái câu hỏi và lo âu mà tôi nghe được rất nhiều từ các phụ huynh, đó là thấy con mình lớn lên nó lơ là việc đạo. Có người thì nhắn tin, có người thì gặp trực tiếp nói với tôi là: cha có cách nào giúp cho con đi lễ trở lại? Hồi xưa con nó ngoan lắm, nó giúp lễ, nó đi ca đoàn, dạy giáo lý, rồi giờ nó bỏ Chúa luôn. Tôi thấy thương và lo âu giùm cho các bậc phụ huynh đó. Nhưng mà khi nghiệm lại cuộc đời của mình, anh chị em, và nhiều bạn trẻ mà tôi gặp, khi họ đến với Chúa ngày hôm nay, sau một thời gian họ bỏ Chúa, thì tôi nghiệm ra rằng không phải các bạn trẻ để ý bỏ Chúa, nhưng mà có những biến cố trong cuộc đời của chúng ta làm chúng ta ngộ ra rằng những gì mình tin vào Chúa trước giờ sai hay là lệch lạc. Hay là một cách nào đó các bạn ấy đã phải mất thời gian để phá bỏ cái đền thờ không đúng về Chúa trong tâm hồn của mình, và mất nhiều thời gian để xây lại hình ảnh và cái đền thờ về Chúa trong tâm hồn của mình. Và tôi nghĩ nếu anh chị em nghiệm lại trong cuộc đời của mình, những ai ở tuổi trung niên, tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta sẽ cảm nghiệm điều đó. Có những lúc mình thấy sao Chúa xa vời, có những lúc mình thấy sao Chúa không có đáp ứng lại lời cầu xin của mình. Có những lúc mình giận Chúa vì mình thấy nhiều khi mình đi thỉnh tượng ở cái nơi mà mình nghĩ rằng nơi đó Chúa sẽ trả lời cho mình. Mình đi Fatima, mình thỉnh tượng mẹ Fatima về, mình để trên bàn thờ. Chứ ở nhà thờ ở đây, ở xung quanh đây đầy tượng ảnh gì, mà tại sao mình nghĩ rằng tượng Fatima, Đức Mẹ Fatima ở bên Fatima thì quan trọng hơn? Tôi nghĩ một phần là vì cách chúng ta được giáo dục và cách chúng ta tin nó bị ảnh hưởng. Và một trong những ảnh hưởng mà mình
có cái tin sai về Chúa đó. Và đến một lúc nào đó Chúa sẽ phá cái đền thờ đó trong lòng mình, hoặc là Chúa để cho đền thờ đó bị phá. Đó là mình nghĩ rằng Chúa chỉ trả lời cho mình, chỉ đáp ứng nhu cầu của mình, chỉ nghe cầu nguyện của mình nếu mình đền bù cho Chúa, nếu mình gặp đúng người, nếu mình dâng cúng đủ, dâng cúng nhiều hơn thì được nhiều lễ hơn, nếu mình đọc đúng cái công thức kinh nào đó thì Chúa sẽ nghe lời mình. Nên chúng ta coi Chúa như một đấng xa vời, Chúa như một đấng hung dữ, Chúa như một đấng đòi hỏi mình phải đọc đúng công thức, phải cho đúng số tiền, phải dâng đúng của lễ thì Chúa mới đáp ứng với mình. Một cách nào đó chúng ta cũng bị ảnh hưởng như những người xưa mà chúng ta nghe trong bài tin mừng này và bài đọc một. Nghĩa là gì? Dân Chúa nhiều năm trời họ kinh nghiệm họ không sống đúng với giao ước 10 điều răn. Và họ trải qua nhiều biến cố của việc bị lưu đày, thậm chí đền thờ Jerusalem bị phá đổ thời Babylon, và họ mới 46 năm họ mới xây lại được. Và họ coi đền thờ là nơi đúng là phùng thờ Chúa, theo kiểu là họ phải đến để dâng cúng của lễ, để đền cho những tội, những thiếu sót, hay để chuộc họ được tự do trở lại vì mình đã sai phạm với Chúa. Và vì thế các thượng tế, các kinh sư ngày xưa dùng của lễ như là một điều kiện để quay trở lại với Chúa. Và thậm chí dân ngoại không được bước vào trong đền thờ, họ đứng ở ngoài phía ngoài, và họ phải mua ơn, mua của lễ để cho thượng tế dâng cúng, cho họ không được tiếp xúc gần với đền thờ nữa. Và cái điều đó làm cho Chúa Giêsu tức giận. Nghĩa là không phải chỉ là cái cách thực hành buôn bán trước cửa đền thờ, mà cái tâm thế phụng thờ Chúa theo kiểu buôn bán. Đúng. Nếu mà mình yêu Chúa theo kiểu buôn bán thì không phải mình yêu Chúa, mình chỉ mua ơn của Chúa. Giáo hội chúng ta đã từng trải qua những biến cố như thế. Khi giáo hoàng Hồng Y giám mục coi mình như là vị vua, vị quan có quân lính và ban ơn. Và đến cái thời mà đen tối của giáo hội đó, là chúng ta thấy có các vị thánh như thánh Francisco Assisi. Ngài nghĩ rằng khi Chúa cho Ngài thị kiến là hãy xây lại đền thờ của Ngài, hãy xây lại đền thờ của ta, Francisco Assisi tưởng là Chúa nói mình đi xuống đồng nơi cái nhà thờ mà đang sụp đổ để xây lại. Francisco cùng với các anh em mình xây lại từng viên gạch một. Sau này ông mới phát hiện ra không, Chúa không có nói mình xây lại cái nhà, cái đền thờ. Chúa muốn mình xây lại giáo hội của Chúa là đền thờ thật sự. Từ đó chúng ta đến điểm thứ hai, thưa anh chị em. Chúa không nói đến đền thờ thực bằng căn nhà, cho bằng chính tâm hồn của chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là nơi Chúa ngự. Và Chúa ám chỉ đó bắt đầu từ chính con người của Chúa Giêsu là Chúa thật. Và chính Chúa đến với chúng ta vô điều kiện. Nhưng chúng ta đến với Chúa như thế nào? Chúng ta có điều kiện với Chúa. Chúng ta nghĩ là Chúa đặt điều kiện với mình, nên chúng ta có một cái hình ảnh lệch lạc về Chúa. Nên Chúa mới nói phá đổ cái đền thờ này đi, ta sẽ xây lại trong 3 ngày. Chúng ta thấy Chúa chết, Chúa sống lại. Chúa chết vì yêu thương chúng ta vô điều kiện. Chúa trao cho chúng ta quyền để có thể xâm hại đến thân xác của Chúa, nhưng qua đó Chúa xây lại, Chúa phá đổ cái hình ảnh lệch lạc
của chúng ta, của con người ngày xưa và cho đến ngày hôm nay về Chúa, để chúng ta phụng thờ Chúa một cách tự do, không còn phải hoán đổi. Chúng ta phụng thờ Chúa thật sự vô điều kiện vì Chúa cho chúng ta. Nhưng mà hơn thế nữa, Chúa cũng muốn ám chỉ điều gì anh chị em? Thưa, mỗi chúng ta cũng là đền thờ của Chúa. Anh chị em thấy trong nhà thờ này, nơi nào là nơi thiêng liêng nhất, nơi nên thánh nhất? Thưa là cung thánh. Bước vào nhà thờ mình được dạy là phải bái đầu trước bàn thờ, vì nơi đây là nơi bàn thờ tượng trưng cho thân xác của Chúa, nơi linh mục truyền phép và dâng của lễ để hóa bánh rượu thành thân xác Chúa. Xa hơn nữa là nhà tạm, là nơi chúng ta được dạy phải bái gối, vì nơi đó chứa đựng mình thánh Chúa, bí tích thánh thể. Thì tôi hỏi anh chị em, có nơi nào chứa mình thánh Chúa nữa không? Ngoài nhà tạm. Thưa là chúng ta, khi mình lên nhận rước lễ đó, mình là đền thờ sống động của Chúa. Mình là nhà tạm sống động của Chúa. Nhưng mà mình đặt câu hỏi xa hơn, mình tôn trọng thân thể mình tới đâu? Và mình tôn trọng thân xác người mình yêu thương tới đâu? Mình có coi thường họ? Theo đúng nghĩa là mình phải bái gối. Khi theo đúng nghĩa là mình phải bái gối trước người mình yêu thương, vì họ cũng chứa đựng thân xác của Chúa. Và toàn thể chúng ta, toàn thể giáo hội Chúa cũng là thân thể của Chúa. Như Thánh Phaolô nói, chúng ta là thân thể của Chúa, Chúa là đầu. Nhưng mà ngày hôm nay điều gì xảy ra anh chị em? Con người bị dùng làm nô lệ kiểu mới, buôn bán cách mới. Phụ nữ và trẻ em được dùng làm món hàng. Anh chị em biết người ta vẫn có chuyện mua bán con nít, vẫn có chuyện đó. Anh chị em biết có nhiều người, tôi không dám giúp cho một số người mà bồng con ngủ ngoài đường. Có một số người là thật sự anh chị em họ nghèo thiệt. Nhưng mà anh chị em để ý, có một số người họ thuê em bé cho nó uống thuốc ngủ để ngồi ngoài đường, để mình thấy tội, mình cho tiền thuê. Mỗi ngày thuê bao nhiêu tiền đó mà cho nó uống thuốc ngủ là nằm đó. Chúng ta biết là xã hội chúng ta vẫn còn nhiều người phụ nữ bị bán thân xác, phải sống bán thân xác của mình. Không những nữ mà nam nữa. Nhưng mà chúng ta nghĩ xem, đó là đền thờ của Chúa. Chúng ta nghĩ xem, nhiều đứa trẻ chưa sinh ra đã bị bỏ, đền thờ của Chúa. Vì thế cái điểm xa hơn tôi mời gọi anh chị em, nó không phải chỉ là mình suy nghĩ đến việc ồ nhà thờ mình không để là nơi buôn bán về một nghĩa này đen nào đó là đúng. Nhưng mà mình phải nghĩ xa hơn nữa, còn nhiều đền thờ sống động của Chúa đang bị dùng làm nơi buôn bán. Và cuối cùng thưa anh chị em, nếu Chúa đến và muốn nói với chúng ta rằng Chúa yêu chúng ta vô điều kiện, Chúa cho con một Chúa cho chúng ta vô điều kiện. Nhưng mà chúng ta đến với Chúa, chúng ta thầm nghĩ rằng Chúa đặt điều kiện với mình cho đến lúc mình thay đổi. Hay bây giờ mình quay lại trong cách mình tương quan với nhau, trong gia đình, với con cái, với vợ chồng, với anh chị em. Tình thương của mình là tình thương, tôi thấy hay nhắc lại trong chia sẻ lời Chúa anh chị em, tình thương của mình là tình thương có điều kiện hay vô điều kiện? Nếu có điều kiện nghĩa là hoán đổi, nghĩa là mua bán thôi. Mua bán là một ngày nào đó mình không có cái gì để bán,
và người kia không có cái gì để bán cho mình, thì mình hết. Rất là nhiều tình yêu nó xuất phát từ có điều kiện, nên nó sẽ chấm hết thôi. Và nhiều khi mình dạy con mình cách đó từ nhỏ. Con, nhiều khi tôi cũng có mắc cái lỗi đó anh chị em. Con ngoan đi, con học giỏi đi, cuối tuần cha cho con chơi điện thoại. Mình có điều kiện với nó. Ngoan, giỏi là nó sẽ được thương, và cái dấu hiệu được thương là được chơi điện thoại. Vậy thì nó ráng, nó ngoan, nó giỏi để được cái điện thoại. Đến một ngày nào đó nó được xài điện thoại rồi, nó hết ngoan giỏi, cái xong mình tức lên, mình nói nó vô ơn với mình. Tại mình đặt điều kiện với nó. Nhưng mà khi mình đặt điều kiện với nó thì tự động chính nó cũng nghĩ rằng để được thương là có điều kiện. Và sống như thế không phải chỉ với nó không, mà với Chúa và với tha nhân sau này. Mà tại vì đó là cách giáo dục dễ nhất. Thưởng và phạt là giáo dục dễ nhất, nhưng mà là nguy hiểm nhất. Tại vì khi phần thưởng không còn, khi hình phạt không đủ răn đe, người ta không còn sống cái giá trị của tình yêu nữa. Vậy tôi mời gọi anh chị em. Anh chị em biết tôi khuyên nhiều bạn trẻ. Có người thành công, có người không. Và nhiều bạn trẻ ngày hôm nay đó anh chị em, tự hại thân thể mình, cắt tay, trừng phạt mình bằng cách làm cho mình được bị tổn thương con người của mình. Ngoài việc là mình trừng phạt mình để một cách nào đó vừa trừng phạt mình mà vừa trừng phạt người mình thương. Nhưng mình quên rằng thân thể mình là đền thờ của Chúa mà. Cho dù mình yếu đuối, mình thấp hèn đi chăng nữa, Chúa vẫn đến ngự trong thân thể mình mà. Mà nếu Chúa thương mình đến mức không coi mình thấp hèn mà can đảm để cho Chúa tan biến trong thân thể mình, thì tại sao mình không đủ thương mình mà mình hận ghét mình vì một vài người nào đó không thương mình? Đó. Tôi đặt câu hỏi vậy. Nếu Chúa thương bạn đến mức mà Chúa chấp nhận tan biến trong tâm hồn bạn, thì tại sao bạn phải vì một lời nói, một cái nhìn, một cử chỉ mà bạn cho rằng họ ghét, họ không thích, họ không vui với mình, rồi bạn về bạn tự đấm mình, tự hành hạ mình, tự làm đau mình? Không những làm đau mình, làm đau cả những người mình thương. Tại sao phải như vậy? Chúa đã phá đổ cái đền thờ người ta nghĩ sai về Chúa trên thân xác của Chúa, để chúng ta được phụng thờ Chúa thật sự và tự do. Do đó, đó là của lễ hy sinh lớn nhất mà Chúa làm, để chúng ta không còn phải cần phải có bất cứ một của lễ hy sinh nào khác ngoại trừ đến với Chúa tự do. Amen.